chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chủ đề dinh dưỡng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu một chủ đề chính là trẻ sơ sinh bị chậm tăng cân thì phải làm sao và giải đáp. Và Trang có 4 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến trẻ sơ sinh chậm tăng cân. Thứ hai, trẻ sơ sinh chậm tăng cân thì chúng ta phải làm như thế nào. Thứ ba, trẻ sơ sinh chậm tăng cân thì nên bổ sung thêm những loại sữa gì? Và cuối cùng thứ tư, những lưu ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trong suốt 9 tháng 10 ngày chúng ta chăm sóc mẹ bầu đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái kỹ năng nhất định cho mình, từ chế độ dinh dưỡng cũng như là giúp cho mẹ luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý nhất. Và khi mẹ sanh xong thì việc chăm sóc bà mẹ sau khi sinh lại cực kỳ quan trọng hơn. Lúc này bạn vừa chăm sóc mẹ sau khi sinh, vừa chăm sóc trẻ sơ sinh nữa. Cho nên cái vấn đề nan giải nhất của hầu hết tất cả các ông bố bà mẹ chính là trẻ sơ sinh bị chậm tăng cân thì phải làm như thế nào bây giờ? Làm thế nào để cho trẻ phát triển lại một cách toàn diện nhất? Thì hôm nay với video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với Trang nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến trẻ sơ sinh chậm tăng cân. Các bạn, trước khi tìm hiểu về nguyên nhân nào dẫn đến trẻ sơ sinh chậm tăng cân thì các bạn cần lưu ý cho Trang. Đầu tiên đó chính là chúng ta phải xét từng cái mức độ phát triển của con, có nghĩa là trong 3 tháng đầu đời của con đó thì trẻ sẽ tăng từ 1 đến 1,2 kg mỗi tháng. Sau đó trẻ sẽ bắt đầu giảm còn 600 g mỗi tháng và từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6. Về sau thì cân nặng của bé sẽ bắt đầu tăng chậm hơn, có nghĩa là từ 300 g đến 400 g mỗi tháng thôi. Tùy thuộc vào cái mức độ phát triển mà sẽ có cái mức độ tăng cân khác nhau. Và cần các bạn theo dõi cân nặng và cái chiều cao tăng trưởng chuẩn của bé. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nguyên nhân dẫn đến trẻ chậm tăng cân đây. Đầu tiên có thể là do yếu tố di truyền. Có nghĩa là bố mẹ có trạng thái nhỏ con, nhẹ cân thì con cũng sẽ như vậy. Nhưng nó không phải là một trong những cái yếu tố quyết định đâu. Bởi vì khi bạn nuôi con tốt, chế độ dinh dưỡng hợp lý thì con sẽ phát triển rất là tốt. Ở đây đưa ra cho các bạn tham khảo thôi, cũng có thể. Thứ hai là do trẻ không hấp thu những dưỡng chất từ sữa mẹ đưa vào, hoặc là sữa mẹ không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho con. Thứ ba, hệ thống tiêu hóa của con. Có nghĩa là cái vi khuẩn có lợi hoặc là trong cái đường ruột của trẻ đang thiếu một số loại vi khuẩn nào đó để hấp thu những dưỡng chất từ sữa mẹ hoặc là sữa công thức đưa vào cho con đó, thì con bị thiếu cho nên sẽ không hấp thụ được. Cũng như trẻ đang gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa thì rất khó để hấp thu. Tiếp đến là trẻ bị dị tật bẩm sinh ở đường tiêu hóa thì cũng sẽ chậm tăng cân và chậm phát triển hơn. Hoặc là trẻ đang gặp vấn đề về các bệnh lý như là bị sốt, bị viêm họng đồ đó thì trẻ cũng sẽ không thể nào ăn ngon được, cũng không ngủ đủ giấc, cho nên việc chậm tăng cân là điều tất nhiên. Hoặc là bà mẹ cho con bú không đúng cách, có nghĩa là những khoảng lần bú nó quá xa nhau, hoặc là bạn chưa cho con bú hết những dưỡng chất cần thiết trong sữa mẹ thì các bạn đã ngưng rồi, thì chúng ta cần phải xem lại vấn đề này. Nói chung có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến trẻ chậm tăng cân. Bạn xem coi con mình đang gặp trong trường hợp nào để chúng ta điều chỉnh tốt nhất bạn nhé. Phần thứ hai, trẻ sơ sinh chậm tăng cân thì phải làm sao? Có lẽ phần này các bạn đang mong chờ nhiều nhất đây. Khi trẻ sơ sinh bị chậm tăng cân đó thì chúng ta cần phải xét lại. Đầu tiên bạn phải xem coi trẻ của mình sanh đủ tháng hay là sanh thiếu tháng, người ta gọi là sanh non đó. Thì mỗi đứa trẻ nó sẽ có sự phát triển khác nhau vậy nhé. Bởi vì lúc mới sanh ra cân nặng của trẻ là bao nhiêu, có đủ cân hay chưa, có nhiều trẻ nó
con sinh ra nó đã 4 ký mấy hoặc là 5 ký thì nó bự hơn đứa con của bạn mới sinh rất nhiều. Cho nên chúng ta không so sánh giữa những đứa trẻ này mà chúng ta xem coi mỗi tháng con có tăng cân đều đặn hay không. Nếu như trong vòng 2 đến 3 tháng mà con không có phát triển thêm cân nặng của mình á, thì lúc đó đưa đến gặp bác sĩ để được thăm khám mà nhé. Nếu như trẻ bú không được từ cái nguồn sữa của người mẹ đó thì chúng ta sử dụng núm bú đó để trợ bú cho con, để con dễ bú hơn. Hoặc là bạn phải cho con bú một cách đều đặn, có nghĩa là cách từ 1 đến 3 giờ cho con ăn một lần, chứ không nên để quá xa. Khoảng cách để quá xa thì con lúc này đói, và khi con đã bú mẹ mà mẹ cho bú nhanh nữa thì chưa uống hết những cái dưỡng chất dinh dưỡng từ cái nguồn sữa cuối thì lấy đâu ra chất dinh dưỡng cho con. Và nhớ là trước khi cho con bú thì nên vệ sinh đầu bú thật sạch sẽ bạn nhé. Còn nếu như cho con bú thêm sữa ngoài á, thì chúng ta phải vệ sinh dụng cụ pha sữa thật là sạch nè, để tránh tình trạng con bị nhiễm khuẩn và bị rối loạn tiêu hóa. Nói chung, chúng ta phải chăm sóc trẻ một cách tốt nhất. Còn đối với trẻ ở giai đoạn ăn dặm từ 6 tháng trở đi đó, thì bạn phải cho ăn đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho con, để giúp cho con cung cấp thêm những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của mình để phát triển một cách tốt nhất. Tóm lại một điều, nếu như trẻ từ 2 đến 3 tháng không tăng cân hoặc đang gặp những vấn đề bất thường về sức khỏe, nếu gặp vấn đề bệnh lý thì phải đưa đến gặp bác sĩ ngay lập tức rồi. Còn nếu như trong vòng 2 đến 3 tháng không tăng cân thì phải đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng để bác sĩ xem coi con bạn đang thiếu chất gì, đang gặp những vấn đề như thế nào để bác sĩ điều chỉnh và đưa ra phương pháp thích hợp nhất cho từng đứa trẻ bạn nhé. Phần thứ 3, trẻ sơ sinh chậm tăng cân thì nên uống loại sữa nào? Nếu như sữa mẹ không đủ những dưỡng chất, mẹ không ăn đầy đủ chất đưa vào cho cơ thể của mình để tạo ra nguồn sữa dồi dào cho con, thì mẹ có thể cho con uống thêm sữa hộp, có nghĩa là sữa công thức đó. Bạn có thể chọn một trong những cái loại sữa sau đây. Nói chung có rất nhiều loại sữa nhưng Trang có thể kể đến cho tất cả các bạn một số. Đầu tiên, bạn có thể chọn cho con cái hộp NAN số 1 của Nga đó để cho con bổ sung nè. Hoặc là bạn chọn cái sữa nhãn hiệu của Lico từ Nhật Bản đó, hoặc là Meiji của Nhật Bản cũng được. Hoặc là bạn sẽ chọn cho con sữa Physiolac của Pháp. Sữa này là nhập khẩu nguyên lon từ Pháp về. Tùy thuộc vào bạn chọn loại sữa nào phù hợp cho con, tất nhiên chúng ta sẽ chọn trong độ tuổi là từ 0 đến 6 tháng tuổi các bạn nhé. Vì tiếp này là trẻ đang nằm trong giai đoạn trẻ sơ sinh. Và tốt hơn hết vẫn là sữa mẹ. Sữa mẹ là sự phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần, cũng như sự thông minh và tăng cường hệ thống miễn dịch cho con tốt nhất. Hãy bổ sung đầy đủ những dưỡng chất cần thiết vào cơ thể người mẹ để giúp tạo một nguồn sữa dồi dào cho con. Bởi vì có nhiều bà mẹ vừa sanh xong là muốn giảm cân lấy lại vóc dáng ngay rồi. Có nhiều bà mẹ còn sử dụng các sản phẩm giảm cân nữa. Cho nên các bạn cần lưu ý, nuôi con trong 6 tháng đầu cực kỳ quan trọng, cho nên chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ vấn đề này. Phần thứ tư đó chính là những lưu ý dành cho các bạn khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Chăm sóc trẻ sơ sinh là một trong những vấn đề và một kiến thức mà chúng ta phải thu thập rất nhiều và tìm hiểu rất nhiều trong suốt quá trình mang thai để bạn có được những kiến thức đầy đủ để chăm sóc con yêu khi chào đời. Đầu tiên, về vấn đề thai tã thì các bạn cũng phải chọn những loại tã tốt nhất cho con nè. Vệ sinh da cho con thường xuyên, có nghĩa là tắm gội mỗi ngày cho con đó. Và vệ sinh như thế nào cho đúng thì các bạn cũng phải học. Và nhớ là mẹ phải bổ sung đầy đủ những dinh dưỡng cần thiết vào cơ thể thì mới tạo được nguồn sữa quý giá cho con. Và nhớ là nếu như con gặp những vấn đề bất thường về cân nặng, chậm tăng cân trong vòng 2 đến 3 tháng thì phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng càng sớm càng tốt.
Nếu như trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi, hệ thống miễn dịch của bé bị yếu thì về sau sẽ rất dễ bị những cái bệnh lý tấn công và cái trí thông minh của bé cũng sẽ bị giảm sút hơn những trẻ cùng trang lứa, cho nên các bạn cần lưu ý. Và nhớ là chọn sữa bột thì chọn những loại an toàn cho trẻ, phù hợp với độ tuổi của trẻ, mua đúng hàng chính hãng để an toàn tuyệt đối. Và nhớ là không sử dụng một loại sữa duy nhất cho trẻ. Chúng ta có thể thay đổi nhưng mà đừng có thay đổi quá đột ngột, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa của con. Khi cho con bú thì nhớ vệ sinh bầu ngực thật là sạch sẽ và vệ sinh tay trước khi bạn bế con hoặc là sau khi bạn đã thay tã cho con đó, để đảm bảo an toàn nhất bạn nhé. Cái phòng ngủ cũng phải được thông thoáng sạch sẽ nè, nhiệt độ cần thiết để giúp cho con ngủ ngon hơn. Tốt nhất là ở 27 đến 28 độ C, nếu như quá nóng thì con sẽ đổ mồ hôi, bứt rứt khó ngủ, còn lạnh quá thì con rất dễ bị bệnh. Cho nên các bạn cần phải lưu ý vấn đề này nữa. Và nhớ là trong buổi tối khi quá 1 đến 3 giờ mà con không bú thì bạn có thể đánh thức con dậy để cho con bú nè. Bởi vì buổi tối người mẹ thường rất là mệt mỏi, cho nên là mong cho con ngủ càng lâu càng tốt, thì đó là một trong những vô tình chúng ta không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng chất cho con. Còn ban ngày thì bạn nhớ là cho trẻ ngủ ít lại, có nghĩa là cứ cách 3 tiếng hoặc là 2 tiếng bạn cho con bú một lần, sau đó sẽ cho con ngủ. Trong quá trình cho con bú thì nên trò chuyện, nói chuyện với con để tránh trường hợp là trẻ vừa ngủ vừa ngậm cái đầu ti đó thì sẽ không tốt, bởi vì lúc này trẻ chỉ hút không khí thôi, làm cho bé đầy bụng chướng hơi và chán ăn, cho nên không đủ chất. Nói chung có rất nhiều những lưu ý, các bạn có thể tìm hiểu thêm cho mình nhé. Đây là những gì mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn để giúp cho bạn tìm hiểu thêm về việc nguyên nhân tại sao trẻ sơ sinh chậm tăng cân và những vấn đề cần thiết cho bạn khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Nếu cho bạn thấy video ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthidtrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.